Đạo cụ tôi kiểm tra rồi đó. Mình lôi quả mặt rồi mặc đồ diễn đi. Mình ơi, em thấy dạo này có con nó không được khỏe á mình. Nó ít ăn mà bơi cũng chậm hơn con còn lại nữa. Sắp tới giờ diễn rồi, mình không lo diễn phần tâm mấy cái con cá làm chi vậy? Tại em thấy hai con nó ở với nhau, mà bây giờ lỡ chết một con còn lại chắc nó buồn lắm á. Mà em quên, cá mà không có con này thì mình thấy con khác chắc không tới nỗi buồn đâu ha. Nhưng mà nếu tụi nó có thêm những đứa con thì chắc là tụi nó vui lắm. Mình thích con trai hay con gái? Cái tôi thích đó là mình giàu nhân vật, lau qua mặt rồi diễn đi, sắp tới giờ diễn rồi.
Mình ơi, mình sao vậy mình ơi? Mình ơi, mình ơi, mình tỉnh dậy đi mình ơi. Mình ơi, mình ơi, tôi đưa mình đi hút vài thang thuốc về uống là hết bằng mình.